thọ mạng chúng ta ở cái cuộc đời này ngắn lắm. Nên ở thế giới cực lạc là một quốc độ vô lượng thọ, quốc độ vô lượng thọ. Nên nguyện nè, khi con thành Phật thọ mạng vô lượng, vô số thanh văn chờ người nước con cũng số vô lượng. Giả sử chúng sanh ở tam thiên thế giới đều thành duyên giác, trong trăm ngàn kiếp cùng chung tính điểm, có thể biết được số lượng thọ mạng và số chúng sanh ở cõi nước con không thành Phật. Nguyện thứ 15, nguyện thọ mạng vô lượng. Nguyện thứ 16, nguyện thanh văn vô số. Ý nói rằng là ở thế giới cực lạc chờ người thanh văn duyên giác Bồ Tát và A-la-hán về rất là đông ở Tây Phương cực lạc. Dù các vị thanh văn và A-la-hán này có nhiều vô số, để mà dùng thần lực, năng lực, trí tuệ để mà coi người ở thế giới cực lạc về thọ mạng, biết được người ở thế giới cực lạc bao nhiêu, họ cũng không có khả năng này. Quý vị biết bậc A-la-hán còn phải nương vào thần lực của Phật Thích Ca Mâu Ni mới nhìn được Tây Phương cực lạc. Quý vị biết chứ đừng có nói mà phàm phu chúng ta mà nói cực lạc không có. Thôi miệng bàn đi bạn. Bạn đừng có lấy một số sở học của bạn, một số văn tự đó để bạn phê phán tịnh độ, bạn chết chắc. Tại vì sao? Bạn tụng kinh vô lượng thọ đi. Nếu như tịnh độ không có, vậy thì kinh A Di Đà, kinh vô lượng thọ, kinh Quán vô lượng thọ, ai giảng? Ai giảng? Đúng không? Quý vị tin có nguồn gốc, quý vị nhớ nha. Tịnh độ này mà tin là có nguồn gốc, không tin là không có nguồn gốc. Suy nghĩ đi. Người tin tịnh độ là có nguồn gốc. Vì sao? Kinh A Di Đà, kinh vô lượng thọ, Quán vô lượng thọ. Đại lão Hòa Thượng Chí Tịnh là một vị cao tăng của đất nước Việt Nam chúng ta, còn gọi là sơ tổ của Tịnh Độ Tông. Mà đời của Ngài làm giáo hội lớn như vậy mà Ngài đem tịnh độ giới thiệu. Ngài là một người chuyên nhất niệm Phật. Chúng ta cứ tin ngay những vị tôn túc đó đi. Đại lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm là bậc cao tăng, gọi là nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Mà Ngài là tu, gọi là tổng trì đó, mặc tịnh song tu, mà Ngài vẫn tán thán niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chúng ta hãy tin vào những bậc cao tăng này mà tu đi. Còn những người sau này phê phán tịnh độ miễn bàn, họ không thể nào so sánh với những vị cao tăng đi trước đó. Nên chúng ta cứ tin ngay những vị đó. Ở Việt Nam chúng ta vẫn có bằng chứng. Rồi 13 vị tổ sư của Tịnh Độ Tông chúng ta không tin hả? Rồi quý vị coi về kinh giáo tán thán tịnh độ không tin sao? Nên chúng ta hoàn toàn tin tịnh độ. Và quý vị hãy tin chỗ này là xác thực nhất nè. Tin chỗ này là xác thực nhất. Là từ khi quý vị gặp tịnh độ, quý vị tu, quý vị hãy hỏi lại chính mình, tu tịnh độ quý vị có được lợi ích hay không? Quý vị đừng bao giờ đi tìm hiểu niềm tin bên ngoài, hoặc là coi cái bên ngoài, mà quý vị hãy xem lại mình. Từ khi tu tịnh độ và từ khi ông thầy này hướng dẫn mình tu mình có lợi ích hay không? Hãy xem chỗ này để rồi tu. Chính bản thân những đức tu tịnh độ có lợi ích. Dù quý vị có nói gì tôi cũng tin, vì tôi tu tịnh độ có lợi ích hiện đời. Còn cái chuyện Phật tiếp dẫn, chuyện đó của Phật làm. Con là kẻ phàm phu, cặp mắt của con một tờ giấy che ngang, không thấy bên kia. Con không cần nói xa vời, con chỉ cần tu tịnh độ mà con thấy lợi ích xác thực, thì con tin tịnh độ và tu tịnh độ. Cứ như vậy mà tu. Ai muốn nói gì, ta cứ duy trì cái nguyện của mình, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bây giờ triệt ngộ thiền sư, Ngài là bậc thiền sư đã triệt ngộ, mà Ngài nói bài kệ gì? Thật gì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nguyện sâu để trì danh hiệu Phật. Tôi nói gì nữa, đúng không? Nên từ nơi đó pháp môn tịnh độ này, từ Phật tại thế và tất cả những vị Phật, cổ Phật cũng thể hiện. Quý vị coi những cái câu chuyện của Ngài Mã Minh Long Thọ này kia, rồi quý vị coi lịch sử thì sẽ biết toàn là những bậc cổ Phật cũng tán thán tịnh độ. Chúng ta không cần nói quá xa vời, chỉ cần chúng ta tu tịnh độ mà có kết quả thì cứ áp dụng mà tu đi. Quý vị nhớ, Đức Phật A Di Đà từ bi vô cùng. Tất cả những cái vô lượng từ thông minh, trí tuệ, năng lực, tiền bạc, của cải,
Quý vị đều vô lượng, nhưng không có cái vô lượng nào quan trọng bằng vô lượng thọ. Nên Đức Phật A Di Đà Ngài khuyên mình: các con về cực lạc đi, đầy đủ năng lực, nhưng chỗ quan trọng của các con đạt được đó là vô lượng thọ tiện tu vô cùng, một đời thành Phật. Vì sao? Vì con không có chết nên một đời con thành Phật. Còn ở đây con cố gắng con tu vô cùng, nhưng mà lây quay tuổi thọ con chết tới nơi bây giờ. Con khi mà kết ấm là bị mê liền, nên vô lượng kiếp tu mà không thành tựu, vì tuổi thọ ngắn ngủi. Nên Phật mới chỉ mình cái pháp trong thời mạt pháp để một đời thành tựu là cái pháp tịnh độ. Từ khi nghe tịnh độ và tu tịnh độ và đến hơi thở cuối cùng là niệm A Di Đà Phật, chỉ cần một niệm đến 10 niệm thì Ngài tiếp dẫn. Đây là cái quan trọng nghe, rất là quan trọng để mình tu tịnh độ. Bây giờ cả ngày nay chúng ta cười rồi, chúng ta hãy lắng động lại một chút đi, để mình chia sẻ tịnh độ, để mà mình càng tin thêm tịnh độ. Quý vị nhớ nè, trong cái nguyện 15, 16 này nè, là Đức Phật nói rằng là chờ và bậc A-la-hán thanh văn về cực lạc đông lắm, rất là đông. Họ mà còn đi về cực lạc thì ta nhất định phải cầu gì thôi, chứ không còn nói dòng do gì chứ, đúng không? Đó, khi con thành Phật vô lượng vô số chư Phật mười phương, nếu không khen ngợi danh hiệu công đức cùng những tốt đẹp ở cõi nước con không thành Phật. Nguyện thứ 17, nguyện được chư Phật xưng tán. Đó, lời nguyện Đức Phật A Di Đà khi Ngài quỳ trước Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, mà lúc đó Ngài đã thành tựu rồi. Nhưng mà muốn sự ấn chứng của Thầy mình là Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai, khi Ngài phát mỗi lời nguyện thì Đức Phật Thế Gian Tự Tại Dương Như Lai hứa khả rằng: tốt, hay lắm, thành tựu rồi. Đó là ấn chứng đó, hiểu chưa? Thành tựu rồi, nguyện này viên mãn rồi. Quý vị coi cái tâm đặc biệt của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo chưa? Đã tu vô lượng kiếp như vậy thành tựu rồi, mà mỗi một lời nguyện phát, quý vị để ý câu nè: nếu mà không được như vậy, con nguyện không thành Phật. Mỗi một lời nguyện là vì chúng sanh, mình nguyện vì ai? Mình về đây mình tu, mình nguyện vì cái gì? Con tu hai ngày nay, con nguyện cho con học giỏi, cho con của con nó ngoan với con, cho nhà con bán hủ tiếu đắt một chút, chứ mấy con gà mấy con heo ở nhà nó khỏe, chồng con bỏ rượu rồi nhà làm heo năm nay Tết biết bán cho đắt một chút. Như thế thì thôi, cũng tùy duyên họ thôi. Ấn Tổ Ngài nói rằng á, niệm Phật mà không cầu sanh cực lạc mà cầu cái thế gian giống như đem một viên ngọc quý mà đổi viên kẹo ngậm chơi, đúng là đáng thương thiệt. Quý vị biết, nếu quý vị thật sự cầu sanh cực lạc, cái cuộc sống thế gian này tự nhiên sẽ điều chỉnh càng tốt đẹp, 100% điều chỉnh tự tốt đẹp. Quý vị thấy nguyện thứ 17 không? Quốc độ chư Phật nào cũng tán thán. Vì nguyện thứ 17 là gì? Nguyện được chư Phật xưng tán. Bây giờ điển hình như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là đại diện xưng tán rồi đó, bây giờ còn gì nữa, hiểu không? Đây là 100% rồi. Nguyện thứ 18, khi con thành Phật, có chúng sanh nào ở mười phương cõi nghe được tên con, chí tâm tin ưa, có các căn lành, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh nước con, dù chỉ 10 niệm đều được sanh về, chỉ trừ hạng người phỉ báng chánh pháp, phạm năm tội nghịch, nếu không như thế con không thành Phật. Nguyện thứ 18, 10 niệm giảng sanh. Quý vị thấy 10 niệm giảng sanh dễ quá, chờ cặn tử nghiệp rồi niệm. Cặn tử nghiệp rồi niệm một cái là đi rồi, đúng không? Không dễ như mình nghĩ đâu. Tuy 10 niệm giảng sanh nhưng niệm càng nhiều càng tốt. Tuy là 10 niệm giảng sanh mà từ khi gặp tịnh độ là tu tới khi niệm một niệm tới 10 niệm, đừng nên lỡ dở ương giữa chừng mà bỏ là quý vị có chừng mắc phạm. Nên nói là tín nguyện niệm Phật là niệm cả đời không thay đổi mới gọi là tín nguyện niệm Phật. Nếu như quý vị nói là tín nguyện niệm Phật mà bữa nay pháp này ngày mai pháp kia là không phải tín nguyện niệm Phật. Như vậy có những người hỏi: thầy ơi, con tụng kinh, con trì chú, con niệm Phật có phải là xen tạp hay không? Nếu đối với người tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì không có xen tạp, tại vì đó là duyên của họ tu như vậy.
không có xen tạp. Nhưng quý vị có đủ khả năng để quý vị trong một lúc mà tu mấy pháp không? Tụng kinh, trì chú, niệm Phật, đủ chuyện. Mà quý vị vẫn quy tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu quý vị có khả năng làm được như vậy thì làm đi. Còn nếu như quý vị thấy mình yếu thì thôi chọn một môn mà làm. Ví dụ như trong một lúc mà giác một món đồ thì dễ giác. Nếu trong một lúc mà giác 3-4 món đồ thì khó giác. Nếu đã giác 3-4 món đồ rồi, nặng quá, thôi để giảm đồ xuống, chọn một món mà giác thôi, đó là món A-di-đà-phật. Đúng không? Đi thì quá đặc biệt rồi. Nên đừng bao giờ nói cái gì cũng xen tạp, phải xem lại. Mọi người có nhân duyên khác nhau quý vị. Chúng ta có nhân duyên chuyên niệm Phật thì mình cứ chuyên niệm Phật đi. Quý vị thấy hồi nãy quý vị niệm cái điều địa chung 4 chữ. Vì sao chùa mình lễ Phật 6 chữ, những đức bắt điều địa chung 4 chữ cho quý vị? Vì sao biết không? Phá kiến quý vị đó. Tình chấp. Quý vị nói rằng Nam Mô với Đà Phật không à? Bây giờ có ai với Đà Phật nữa? Vậy thì ai niệm ai với Đà Phật thì niệm. Ai niệm Nam Mô ai với Đà Phật thì niệm. Riêng đi đến chùa mình tự nhiên nó phá tình chấp này luôn. Bây giờ chuyên niệm ai với Đà Phật, đi đến nơi nào niệm Nam Mô với Đà Phật thì niệm Nam Mô với Đà Phật. Đi đến nơi nào niệm ai với Đà Phật thì niệm ai với Đà Phật. Có những người nói mô Phật được không thầy? Vậy thì mô Phật thì Phật nào? Chúng ta niệm ai với Đà Phật vẫn có nguồn gốc đúng không? Nam Mô ai với Đà Phật vẫn có nguồn gốc. Còn bây giờ mô Phật thì niệm Phật nào đấy? Nên từ nơi đó phải có nguồn gốc cho nó rõ ràng. Biết rằng là danh hiệu Phật là chữ giác, nhưng chúng ta đang niệm vị Phật nào? Đã là tu tịnh độ thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật. Vậy thì chúng ta đi vào cái phương hướng chuyên nhất. Đã bớt hai chữ Nam Mô rồi mà còn muốn bỏ thêm hai chữ nữa. Còn có Mô Phật. Đúng là chúng sanh mình được voi đòi tiên. Không? Muốn giảm cho tới nút luôn. Có nhiều bà nói vậy con niệm Phật không được thầy. Phật 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 Phật. Ghê thiệt. Không? Đã là ai với Đà Phật là quá ít rồi mà còn muốn hai chữ Mô Phật. Không? Vì thấy nguyện tới 18 chưa? Vậy thì chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, cũ quyền thất thổ ông bà chưa siêu thoát, những người chết quan chết đất chưa siêu thoát, những người mà chết trong cái trận dịch bệnh chưa siêu thoát. Tóm tắt là tất cả chúng sanh trong có đó có ruồi mũi kiến gián, tất cả những loài động vật và có người sống và lẫn có người chết, chỉ cần nghe bổ nguyện niệm Phật nguyện tới 18 mà phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì đều được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch hủy bán chánh pháp. Vì sao ngoại trừ những người này? Vì những người tạo tội ngũ nghịch hủy bán chánh pháp, họ không niệm Phật, nên ngoại trừ những người này. Quý vị biết rằng vua A Xà Thế cùng với Đề Bà Đạt Đa quậy Phật, vua A Xà Thế tạo tội muốn chiếm đoạt ngai vàng của cha là do vì Đề Bà Đạt Đa xúi dục, nên từ nơi đó mà làm hại cha, nhốt cha, bắt mẹ đưa vào lãnh cung. Vua A Xà Thế tạo tội bất hiếu, phá hoại tăng đoàn hai tội. Trong ngũ nghịch trọng tội, vua A Xà Thế đã phạm tội ngũ nghịch trọng tội. Như vậy mà cuối cuộc đời của vua A Xà Thế tiếp nhận Phật pháp, quay đầu sám hối niệm Phật. Vua A Xà Thế mà đại lão và tự tình không giảng thiết nói rằng cuối cuộc đời sám hối niệm Phật giảng sanh phẩm gì nào? Thượng phẩm chung sanh. Như vậy thì tất cả những người tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp, nếu họ quay đầu niệm Phật chắc chắn được cứu. Mà tại sao Phật lại nói rằng trừ những người tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp? Vì không thể nào cho quý vị đi tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp. Nếu như với căn tính mình bây giờ mà tạo tội ngũ nghịch phỉ bán chánh pháp mà kêu họ tu thì khó tu. Căn tính của họ bây giờ quay đầu như vua A Xà Thế đương cơ khó lắm. Tuy là tạo nghiệp nặng như vậy mà đó toàn là những vị thị hiện không đó, không phải người tầm thường đâu. Quý vị coi như thời Đức Phật còn tại thế, bây giờ quý vị tụng quán kinh vô lượng thọ, phu nhân vi đề hy làm cái gì để giải thoát? Đó là việc mà cho chúng ta trong thời mặt pháp nhìn ra đó. Thời Đức Phật còn tại thế mà phu nhân vi đề hy là hoàng hậu mà ngài còn khổ vô cùng. Khổ vì con của mình là thái tử A Xà Thế bắt cha nhốt vào ngục,
kêu gào khổ đau, kêu cầu Đức Phật cứu độ. Đức Phật ơi, con sanh trong cái cõi quốc độ này quá khổ, con mà hại cha hại mẹ, muốn chiếm đoạt ngai vàng của cải của cha của mẹ, trước sau gì cũng có cho nó, vậy mà bây giờ nó muốn dành sớm thời gian. Bây giờ thấy giống con mình bây giờ không? Coi bây giờ có con vậy không? Con vậy nhiều lắm á, vì tiền bạc vật chất mà dành của cha mẹ kiện cáo đó, không có giỡn đâu. Mà thờ Đức Phật đã có thị hiện rồi, thờ Đức Phật đã có thị hiện rồi, kêu cầu Đức Phật dạy cho con một cái pháp tu, chỉ con cho con đến một cái nơi mà không có cái khổ này đi. Cái tâm chân thật đó cảm ứng với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngài thị hiện đến và Ngài dùng thần lực của Ngài cho bà thấy mười phương khắp pháp giới. Khi bà nhìn từng quốc độ, từng quốc độ, từng quốc độ, đây toàn bộ thị hiện hết quý vị. Chứ con người bình thường, trời ơi, vừa thấy thế giới của Phật thôi là còn muốn về quốc độ này liền. Chứ làm cái gì mà nhìn từng quốc độ rồi cuối cùng tới thế giới Cực Lạc. Thì phu nhân Vi Đề Hy chỉ, con muốn về quốc độ này nè, quốc độ Tây Phương Cực Lạc. Thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni vô cùng hoan hỷ khen, lành thai cho con. Làm tấm gương mẫu đẹp vô cùng cho chúng sanh thờ mạt pháp. Những người bị con ngỗ nghịch bất hiếu bỏ rơi, khổ đau vô cùng mà học theo con để niệm Phật sanh Cực Lạc. Quý vị thấy không? Nên cái điều chia sẻ vô cùng gần gũi quý vị nghe, quý vị sẽ gặp trường hợp này, quý vị tu liền. Đó, thờ Đức Phật còn tại thế đã tu tịnh độ rõ ràng rồi. Nên mỗi một con người mình gặp tịnh độ đúng là cơ duyên thù thắng. Nhưng những đức nói với quý vị nghe nè, pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin. Một cái pháp khó tin. Nên quý vị biết rằng là kinh Vô Lượng Thọ phẩm chương đầu á, thì quý vị biết rằng là hàng tỳ kheo thì chỉ có mấy người, hạng phẩm thứ hai thì cũng Bồ Tát cũng vài người, nhưng mà tới cư sĩ thì lạ thay là 16 người. Cư sĩ tại gia thì thính pháp trong cái chương đó tới 16 người. Vì coi vậy thì quý vị biết rằng cái pháp môn tịnh độ này cái thành tựu nhiều nhất đó là gì? Cư sĩ, cư sĩ tại gia. Nên từ nơi đó mà những đức làm cái chương trình đặt tượng Phật để đem tịnh độ cắm rễ từng nhà chư cư sĩ tại gia luôn. Vì Đức Phật đã thị hiện dạy chỗ này rồi, hãy làm như vậy thôi. Đem tượng Phật tặng cho hàng Phật tử, mỗi gia đình thờ tam thánh niệm Phật, cư sĩ tại gia. Vì sao? Không phải là người xuất gia không thành tựu, mà do họ không chịu tu tịnh độ, họ không thành tựu. Quý vị coi bây giờ điển hình như bản thân của những đức gặp tịnh độ và tu tịnh độ. Quý vị thấy bây giờ một vạn người này đến, nếu mà nói về người tu xuất gia, ai không muốn cái hội chúng này? Ai không muốn? Ai không muốn mình độ sanh? Nhưng vì sao mình không tiếp nhận tịnh độ? Tên này là Tăng Hoàng, ngày xưa đi tu hư hỏng, đi tu như vậy mà nói đi tu, bây giờ nó kéo được một ê này về niệm Phật. Quý vị nếu như niệm Phật thì quý vị cũng làm thừa sức hơn nó nữa. Nhưng do quý vị không làm thì thôi, không làm thì thôi. Thì thấy rõ ràng không? Cái điển hình những đức mỗi ngày cũng rất là vui vẻ, ba buổi cơm cũng vô cùng đầy đủ, không thiếu thốn gì. Mười mấy năm nay chưa từng đi đâu, ở chùa không. Đây là 100% đúng là pháp môn tịnh độ thù thắng. Nhưng lạ thay người ta không tin, không tin tịnh độ. Nên quý vị biết rằng người ta nghĩ rằng bây giờ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người ta coi một số kinh giáo ngày xưa người ta không hiểu, người ta lại cho rằng là Phật nói không có tịnh độ. Nên từ nơi đó chúng ta gặp tịnh độ, đó là đại duyên đại phước, quý vị nhớ. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng là cái pháp môn tịnh độ này là pháp khó tin. Người phải đầy đủ thiện căn phước báo nhân duyên mới tin pháp môn tịnh độ này. Bây giờ quý vị xem lại coi nhân duyên quý vị bao nhiêu khi ngồi nghe tịnh độ gì.
không có cười nhiều đó nghe. Đó. Mà ở đây mà nói cười là như Đức Khang Tiến. Vì sao? Âm thanh này nó loãng rộng quá. Từ nơi đó mà Như Đức mà nói mà cười như ba buổi kia là Như Đức hết hơi Khang Tiến. Nên từ nơi đó mà Như Đức cái buổi này nói sâu vào tịnh độ cho quý vị nghe đó. Quý vị nghe, quý vị nhận thức, đi về nghe lại đi, để nó tăng trên tính tâm cho mình. Nhất là những cái buổi giảng mà chúng ta mà ngày lễ, quý vị nên về nghe lại đi. Tại vì sao? Nó có một cái gì đặc biệt lắm quý vị ơi. Nó làm như nó có một cái cảm ứng gì á, chia sẻ ầm ầm vậy đó, lạ lắm. Nên từ nơi đó đặc biệt vô cùng. Nên quý vị nên về nghe lại hết đi. Những Đức nói với hàng Phật tử nè, muốn tu tịnh độ mà cả đời mà quý vị không bao giờ bỏ. Hai cái bài giảng vô cùng quan trọng mà bây giờ nó trở thành mô hình luôn rồi đó. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc quốc. Quý vị nhớ nha, những bài chia sẻ chủ nhật và ngày lễ đó nghe, là những bài chia sẻ đa dạng nhiều về phương tiện. Nhiều về phương tiện. Nhưng hai bài giảng kia là cả đời, là đi sâu vào tịnh độ. Nên quý vị đăng ký cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ. Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ, quý vị đăng ký cái trang đó, mỗi buổi cố gắng nghe. Tại vì một buổi nó chỉ có nửa tiếng, hai buổi chỉ có một tiếng, gây dựng hoài nghe đi. Rồi quý vị thấy nó cỡ mở tâm tư, buồn phiền cỡ mở sạch hết luôn. Quý vị biết, mà càng tu thì càng chuyên tịnh độ luôn. Rồi một ngày hai thời sáng tối duy trì đi, đừng bỏ nghe. Tết nhất cũng đừng bỏ. Rồi lâu lâu ở đây tổ chức lễ sắp xếp được thì đi đến đây tu. Rồi bắt đầu là đêm giao thừa đủ duyên kéo về ăn bánh mứt. Thấy chưa? Đó. Rồi bắt đầu là 19 tháng 2 chuẩn bị chân cẳng. Đó. 18, 19, 20, 21, 4 ngày. Tháng 2. Tháng 2 sau. Cũng 4 ngày. Bây giờ tính vậy trước đi. Từ đây tới 19 tháng 2 nếu mà đi trước thì về Cực Lạc trước. Hiểu chưa? Cái tính việc tốt đi quý vị. À, việc tốt mà. Bây giờ lễ Giới Quan Âm đợt này mà đông gì thì 19 tháng 2 nếu như mà hoàn toàn đủ duyên thì quý vị nghĩ cỡ nào? Ông mà nhiều người háo hức lắm nghe. Háo hức lắm. Quý vị nên làm cái việc này một lần, hai lần để coi trong đời mình cái năng lực con người mình đến mức nào. Hiểu chưa? Năng lực con người mình đến mức nào. Nó dù cái người không tu hay cái người ở cái pháp tu nào, cái vị trí nào, quý vị cũng nên lễ lại đi. Bồ Tát Quán Thế Âm, thấy không? 2000 lại mà 2 tháng 4000. Trời ơi, vô mánh. Vô mánh, thấy không? Mấy nhỏ gái con nít, các con khỏe, các con lại đi các con, thấy không? Chân thật còn trẻ mà gặp Phật pháp sớm, con gái còn trẻ mà gặp Phật pháp sớm niệm Phật thì cái đứa này sau này đỡ dính cái nghiệp phá thai, chắc chắn luôn, đỡ dính cái nghiệp phá thai. Nên mấy đứa con mình còn nhỏ cho niệm Phật hết, tập niệm Phật. Nên những đứa nói có nhiều người làm cha làm mẹ không hiểu, có một đứa bé nó vô chùa mà nó tu, nó có mười mấy tuổi không, vô chùa nó tu mà nhỏ vô chùa tu mà những đứa thấy có mấy tháng ở trong chùa thôi mà giống như nó lộn xác vậy chợ. Một cấp nó vô đây nhìn có chút ẻn nè. Vậy mà ở chùa mình có mấy tháng thôi mà nó bự, nó lớn đừng có nói nữa, mà giống như nó lột xác vậy đó. Mà nhỏ là nó quyết định nó muốn ở luôn, nó tu. Mẹ lên đây tu không biết kêu làm sao, về thăm em đi, rồi ở ba tầng rồi xong hãy lên tu. Rồi qua xin những đức, những đức nói con suy nghĩ kỹ đi, ở nhà con làm gì, nhà con làm gì, con vô đây tu con lợi ích thôi, con suy nghĩ cho thật kỹ. Còn nếu con quyết định con ở luôn đi, miết luôn đi con. Bây giờ con phải chọn con đường của mình cho chuẩn xác. Nên nhiều người làm cha làm mẹ, quý vị biết cái đời mình nó đã quá nghèo, nó khổ quá. Bây giờ muốn lập vị lại chỉ có cách là hãy dạy con mình về Phật pháp, về giáo dục thôi. Chỉ có Phật pháp mới thay đổi cuộc đời con người ta, quý vị à. Nếu như quý vị thương con nhất thờ để đem nó về để mà nó khổ đời đời của nó thì quý vị nên suy nghĩ lại.
Có những người ta biết Phật pháp, ta muốn con người ta tu mà không tu. Có những người á, thì không muốn con tu mà nó lại tu. Trong cái cuộc đời này nó rất là lạ quý vị nha. À, rất là lạ, bởi vì mới nói là nghịch cảnh, nghịch duyên. Hiểu chưa? Nên như Đức khuyên quý vị, có con cái mà ở đây tu á, cố gắng bồi dưỡng cho con mình. Mỗi lần vô thăm con là nói một câu gì? Con ơi, gán con ơi, ở ngoài đời khổ lắm con ơi. Đời của cha mẹ đã khổ quá rồi, lấy nhau sống mấy chục năm nay thê thảm lắm, khổ lắm con ơi. Thôi con đừng có đi theo con đường này, con gán đi. Cha mẹ thấy con gì là có phước lớn lắm rồi. Thật sự nhà mình con thấy rồi đó, bước ra nhà mình không có cái tương lai gì đó con à. Bây giờ cha mẹ mà đủ duyên cũng vô tu luôn nữa. Con cố gắng nghe không? Động viên con như vậy nó rất là hay. Còn cái việc mà mình mở con đường cho nó đi ra là còn con nhỏ mà, hiểu chưa? Đó là cái chỗ thất bại. Nên mỗi một con người, những quý vị nhớ đem Phật pháp cho con hay lắm. Nên ngày nay chúng ta tổ chức lễ viếng Đức Phật A Di Đà là cái ngày thứ hai, là tối đêm nay lễ Phật xong rồi là kết thúc. Thì mỗi một người đi đến đây á, từ phương xa đi đến đây đông gì. Bây giờ về đây chúng ta tu 2 ngày cũng xứng đáng. Rồi 2 ngày lễ Phật á, trước nhất là được 3 tiếng đồng hồ lễ Phật, mà cả một hội chúng này chúng ta đem công đức á, hồi hướng trên là Đại Lão Hòa Thượng Nguyện Chủ, thì cảm ơn Ngài xây chùa mình mới có nơi này mình tu. Toàn là nhờ ơn đức của Ngài mà những đức làm được cái việc này đó. Hồi hướng cầu an cho Ngài, nguyện Ngài có sức khỏe trụ thế gian lâu dài để mà mình hành đạo cho tiện lợi. Rồi thêm cái nữa, đem cái công đức mình hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị. Mỗi một người nhờ cái phước đức này mà tiêu nghiệp chướng để mà gặp Phật pháp, tin Phật pháp, tu tịnh độ. Rồi hồi hướng cho tất cả hàng Phật tử không đi đến đây mà theo dõi cái chương trình này. Quý vị mỗi người nên chân thật phát nguyện: đời này con niệm Phật sanh cực lạc. Đời này con niệm Phật sanh cực lạc. Nhớ cho quý vị nghe rằng Phật pháp cái quan trọng là chúng sanh người ta được lợi ích. Cái quan trọng ngay chỗ này nè. Có rất là nhiều người chúng ta học Phật bị chết cứng ngay chỗ này nè. Chết cứng là cái ban đầu của chúng ta lỡ quy y với một người nào. Cái này cái quý vị phải mở rộng ra lại nè. Lỡ quy y với một người nào thì tự nhiên từ đó về sau là chết cứng ngay chỗ quy y đó. Tưởng đâu quy là y, phải. Cái y đây á, là cái y cái pháp để tu được. Mà người ta thịnh vượng cái pháp tu mới y. Còn cứ quy y với Phật pháp là chúng ta chỉ là quy y một vị thầy đại diện ở trong tăng đoàn là hình tướng xuất gia để quy y cho mình thôi. Còn cái pháp á, họ dạy mình, nếu mình tu không được, mình có quyền mình chọn một cái pháp mình tu, không có lỗi lầm gì hết và không có bị mang tiếng gì gọi là phản thầy hết. Tại vì sao? Con không tu được cái pháp đó, con mới phản thầy, phản đạo. Con nhờ thầy dẫn dắt con vào đạo để con tu, con tu được mà con một đời này thành tựu được, thì con mới thật sự nhớ ơn thầy và kính trọng thầy, kính trọng đạo. Còn nếu như mà thầy quy y cho con mà thầy tu một cái pháp mà con đi theo thầy con tu không được, mà thầy kêu con phải tu theo thầy, đi theo ai thì nói là phản thầy. Vậy thì thầy sai rồi, thầy không đúng. Tại vì con làm không được sao bắt con làm, hiểu chưa? Nên cái chỗ này là cái chỗ mà nhiều người học Phật mà quy y là bị chết cứng. Thêm cái nữa là thọ giáo với một vị thầy này có học vị và có thời gian thâm niên tu hành. Chết cứng chỗ này nữa. Tuy thâm niên tu hành nhưng mà tu cái gì? Rồi trong thời gian thâm niên tu hành làm được cái gì quan trọng nhất trong Phật pháp mà chúng sanh được nhờ? Thì quý vị phải cỡ mở ra khỏi chỗ này. Chứ quý vị đừng bao giờ chết cứng cái chỗ thâm niên tu hành. Thí dụ như một người sống 100 năm mà 100 năm đó không làm được việc gì lợi ích. Nếu như tôi sống được 1 năm mà tôi sống lợi ích, tôi chọn sống 1 năm chứ không sống 100 năm. Đúng không?
Nên học Phật là phải có góc độ cho cực kỳ sâu, chứ đừng có bị chết cứng về văn tự, đúng không? Nên chúng ta học Phật có rất nhiều người bị chết cứng về văn tự. Những đức cùng với quý vị không có một cái, nói rõ ra là không có nói hai chữ vai trò, gọi là thành trò gì hết chứ. Chúng ta là bạn đồng tu, cùng tu thôi. Đủ duyên thì gặp nhau cùng tu hành niệm Phật hậu sanh cực lạc. Nên những đức chỉ bị quy y ai là không bị nói, quy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, quy A Di Đà Phật. Còn chúng ta là bạn đồng tu cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ngày nay là ngày mà chúng ta cũng là tưởng nhớ lễ vía Đức Phật A Di Đà. Giống như một vị cha lành đi, chúng ta tưởng nhớ đến ngày, ngày này là tưởng nhớ. Thì mình nói cái thật chất về cái việc tưởng nhớ đến ngài nè. Bây giờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngài là giáo chủ một bậc đại giác ngộ ở cõi Ta Bà. Mà tại sao ngài không chỉ mình á, trong thời mạt pháp này tu theo cái pháp của ngài dạy, mà ngài chỉ mình nên thọ giáo với Phật A Di Đà, niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc, mà lại chỉ mình vị giáo chủ khác ngoài vị giáo chủ của cõi Ta Bà? Vì ngài biết rằng trong 84,000 pháp môn của ngài đưa ra, chúng sanh trong thời mạt pháp chỉ có tu được tịnh độ thôi. Còn ngoài ra những pháp khác thì họ có tu nhưng không có làm được. Và nói về đời này thành tựu thì không có làm được cái chuyện thành tựu đó. Nên Đức Phật A Di Đà ngài phát lên lời nguyện là bất cứ một vị Phật nào ở quốc độ nào cũng tán thán danh hiệu ngài. Thì từ nơi đó điển hình đại diện ở cõi Ta Bà là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là ngày chỉ chúng ta niệm A Di Đà Phật và tán thán bổn nguyện Di Đà. Thì từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thì chúng ta biết mười phương chư Phật, vị Phật nào cũng tán thán A Di Đà Phật 100%. Nên quý vị để ý nè, nương vào cái bổn nguyện của Di Đà nên cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, quý vị thấy đông không? Rồi nương vào bổn nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Từ Đại Bi để khuyên người niệm Phật cầu sanh cực lạc, phải đông không? Quý vị phải nhớ cái nguồn gốc của Bồ Tát Quán Thế Âm nghe. Từ bi nhưng mục tiêu để muốn dẫn dắt quý vị thoát khổ luôn, chứ không phải là cứu nhất thờ đâu. Nên sau này lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm chúng ta học cái đề học này là nương vào hạnh nguyện từ bi Bồ Tát Quán Thế Âm khuyên người niệm Phật cầu sanh cực lạc là đúng đó, đúng luôn đó. Phải học cái đề này trong mấy ngày lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Nên mỗi một con người chúng ta phải biết rằng là sự thành công của chúng ta trong Phật pháp mà có thể quy tụ con người mà về mà tu đông như vậy là ngay bổn nguyện Di Đà. Đúng là bổn nguyện thù thắng 100%, bổn nguyện thù thắng. Nên ai mà có duyên mà rủ con người ta về đông như vậy coi, quá đông luôn. Trong khi cái ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà là chùa nào cũng tổ chức. Quý vị ở gần chùa chiền, đa phần chùa nào mà không tổ chức lễ vía Đức Phật A Di Đà? Có những chùa người ta có thể bỏ ra thời gian một tháng trời để mà người ta trang trí chùa, lập lên những cái đài lớn kinh khủng, không biết bao nhiêu tiền bạc bỏ vào. Nhưng cái chương trình tổ chức người ta thì nó thật sự một chút, hoặc là hình thức. Những đức nói thiệt chứ, Phật pháp chúng ta bị si là ngay chỗ nào vậy? Là ngay cái chỗ khi chương trình lễ hội mà đi đem mấy con nhỏ ca sĩ nó đi trước người xuất gia mà bị si. Đem mấy đứa ca sĩ mà đi hát cho người xuất gia ngồi phía sau nghe nên bị si. Nếu như người xuất gia mà đứng đầu họ thì chắc chắn thịnh. Quý vị công nhận không? Trong khi cái giáo pháp Đức Phật để lại quá nhiều, tại sao chúng ta không lấy giáo pháp Đức Phật để dạy họ? Mình là chủ trì một ngôi chùa, mình có quyền mình hướng dẫn Phật tử chứ. Bất cứ một người xuất gia nào đi đến đây cũng phải nghe mình chứ. Còn họ không nghe thì họ có quyền không đến. Chúng ta không ép ai cả, đúng không? Như vậy thì mỗi một người chủ trì chùa đều có khả năng để đem một khả năng gì đó mình học được Phật pháp nói một chút. Mỗi người đều nói một chút. Còn nếu như hát ca thì cho nó đi lùi phía sau. Khi chương trình xong hoàn toàn thì cho người ta giải khuây một chút, bắt nó hát thì được. Còn nếu như đưa ca sĩ hát đầu tiên, vậy thì cái người xuất gia chúng ta học giáo pháp của Phật. Trong khi Đức Phật 49 năm, cái điều quan trọng nhất của ngài là gì? Thuyết pháp. Chúng ta không chịu y theo lời dạy này để làm chuyện đem giáo pháp giới thiệu,
mà chúng ta đi đem lời ca tiếng hát để thế cái chuyện chia sẻ Phật pháp. Như vậy thì giáo pháp Đức Phật bị suy rồi đó. Đúng rồi. Nếu như thật sự đem Phật pháp giới thiệu trước, còn cái việc kia chỉ có một chút thôi, vậy thì giáo pháp Đức Phật chắc chắn là thịnh chứ không suy. Quý vị đi về chùa mình, quý vị thấy quý vị ngồi mỗi buổi chia sẻ Phật pháp 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng, quý vị thấy, quý vị nói rằng nhiều người ngồi vậy đau chân. Tại sao người ta cứ ngồi hoài à? Đau chân sao người ta ngồi hoài à? Phải chi đau chân mà một lần ngồi, mai mốt ta đừng có ngồi nữa, ta nghĩ đến đúng không? Mà sao càng ngày càng đông? Vậy thì rõ ràng người ta nghe được lợi ích. Quý vị đặt câu hỏi, thầy bắt cầu, cô cầu lửa, chỉ cầu que, không có học thức. Vậy mà sao đi nghe đông dữ vậy? Vậy nó mới ghê nha. Quý vị nói nếu như quý vị mà tu pháp tự lực thì quý vị nói rằng là bây giờ chúng ta phải học cái gì đó để chúng ta nói cái gì thì mình khổ quá à. Còn những đức hoàn toàn những đức tán thán bổ nguyện Di Đà, nên những đức nương vào bổ nguyện Di Đà để đem ra giới thiệu, nên những đức rất là khỏe, những đức không có cần phải động não nhiều quá. Những đức nói ai nghe không nghe thôi, những đức cứ đem bổ nguyện Di Đà ra tán thán hoài vậy đó. Một ngày 3-4 buổi vậy mà nghe vẫn cười. Thấy chưa à, ta nghe ta vẫn cười, ta vẫn thích đó. Rồi quý vị để ý rõ ràng, một ngôi chùa lo cho bao nhiêu người già niệm Phật, rồi lễ lọc tổ chức ngày chủ nhật mấy ngàn người, lễ lọc quý vị coi số lượng người ta ngồi gì, vị tin không? Vị tin vào cái công đức niệm Phật vạn đức hồng danh không? Không tin nữa thôi. Bây giờ mỗi một người Phật tử về chùa này, có một người Phật tử nào mà những đức trực tiếp kêu quý vị lợi thì đức kêu gọi không? Có người nào? Chưa bao giờ. Và xin thưa quý vị, 14 năm những đức đi tu, chưa bao giờ những đức kêu bất cứ một người nào một cái tên đó mà những đức kêu gọi quý vị, chưa có một lần nào hết. Trong Phật pháp thì có phương tiện, thì làm việc thiện đó cho chúng sanh, thì nêu lên việc tốt đó làm đi. Vì chùa đang xây dựng quý vị thấy rõ ràng, chùa nuôi người già quý vị thấy rõ ràng, chùa làm nhiều Phật sự giúp quý vị rõ ràng, thì quý vị cực khổ làm ra tiền, quý vị cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, làm việc tốt. Bản thân quý vị làm được không? Bản thân quý vị làm không được. Nên người làm được mình chung tay mình làm, đó là quý vị tu phước tu duyên. Nên việc tốt những đức nêu lên quý vị làm. Và thượng xây chùa mình cúng dường cho Phật thượng xây chùa, mà thượng xây chùa mình có chùa để ở mình tu, nên mình hộ trì Tam Bảo. Mình về chùa không nhất thiết phải gặp những đức cúng dường. Bỏ thùng Tam Bảo, quý vị bỏ vô thùng Tam Bảo thì tức khắc nó cũng chạy vô túi hòa thượng hoặc túi những đức để giải quyết vấn đề. Không cần thiết quý vị phải cầm đưa những đức làm chi, hiểu chưa? Thí dụ như có những người khi những đức chia sẻ Phật pháp xong, vì cầm tiền quý vị đưa cho những đức, quý vị đưa cho những đức, quý vị chụp hình. Có nhiều khi nó lại phiền phức cho những đức, hiểu chưa? Tốt nhất quý vị bỏ thùng Tam Bảo, quý vị để cho những đức chia sẻ Phật pháp thoải mái hơn. Nhiều người người ta nghèo quá, người ta về chùa người ta không có tiền cúng dường, người ta thấy quý vị cầm tiền đưa cho những đức, những đức cầm tiền rõ ràng đưa mà không nhận coi sao được. Nên từ nơi đó nhiều người ta nghèo, người ta đến bước đến gần không dám, vì con đến gần thầy con có tiền cúng dường. Quý vị chưa phải là viên mãn đâu. Cái đặc biệt nhất quý vị hộ trì cho ông thầy đó, ông nêu lên cái việc cần làm quý vị cúng dường bỏ thùng Tam Bảo á. Cúng dường Tam Bảo là tuyệt vời nhất, là đặc biệt nhất. Còn có khi đủ duyên thì gặp nhau, có khi có những đoàn gặp nhau thì cái việc đó cúng dường không nói. Nhưng mà cái chuyện mà đi trong chỗ đông người mà cầm tiền đưa đừng nên. Nó đặc biệt nhất là đừng nên làm gì quý vị. Làm gì có người lại chụp hình. Quý vị thấy một số ngôi chùa miền ngoài có vị thầy nổi tiếng ghê không? Nhưng mà đi vòng vòng cúng dường bị người ta nói này nói kia, thấy chưa? Chúng ta tránh đi. Đó, quý thầy cũng là tùy thử quý vị, đưa mà không nhận thì kỳ, mà nhận thì lại bị người ta lên án này kia, đúng không? Nó tiền thật sự mà nói nó giống như nó dị ứng lắm. Đưa tôi mà lại sống đưa người, đúng không? Thì nó cảm thấy dị ứng. Thôi mình khô hơ cạn tiếng hướng dẫn ta được rồi. Còn quý vị cúng dường bỏ thùng Tam Bảo là xong. Nên từ nơi đó chùa mình thì rất nhiều công việc, cũng như những đức chuẩn bị chương trình khiếm thị rồi này kia này, đều là nương vào bổ nguyện để làm. Nó, rồi những đức đang đặt một số lượng máy, những đức đang tính. Nếu như mà cái lượng máy niệm Phật mà về kịp á,
Thì năm nay là cái cuối năm mà đêm giao thừa, chúng ta tổ chức một chương trình hoành tráng chia sẻ Phật pháp và tu đêm đó, và tặng nếu đủ duyên đó nha. Tại vì Đức đang đặt 30.000 chiếc máy niệm Phật mà có hình Nhân Đức. Thì nếu mà họ về kịp thì đêm mà giao thừa đó, Nhân Đức tặng cho mỗi một người đi đến chùa 10 chiếc máy niệm Phật lọc đầu năm. Quý vị biết rằng là như vậy nó ý nghĩa vô cùng. Rồi chúng ta lại tổ chức cái buổi chia sẻ Phật pháp cuối năm từ năm cũ, và chia sẻ Phật pháp tới năm mới rồi lễ Phật luôn qua năm mới, hiểu chưa? Vậy thì cái chương trình đêm giao thừa nó còn đặc sắc hơn mỗi năm. Mỗi năm nói chuyện chút xíu lễ Phật nó không đặc biệt bằng, là cái chương trình mình có một quy mô. Để năm nay khi mà đêm giao thừa tập trung về, vừa sinh hoạt chúng ngồi bên nhau ăn bánh uống nước, xong chúng ta chia sẻ Phật pháp, rồi chúng ta tu một thờ nữa. Vậy thì đúng là đêm cuối năm rất là tuyệt vời. Những người đủ duyên đòn tập trung về, nếu cần thiết ở luôn ăn Tết chùa thì quá đặc biệt. Thật sự mà nói, cuộc đời con người chúng ta thời gian ngắn ngủi lắm quý vị. Làm được những việc gì lợi ích làm đi, nhiệt tình làm đi. Quý vị đi về chùa mình, những đức thấy ở nơi này là nơi quý vị tu phước tu duyên thấy phù hợp. Tại vì thật sự dám làm. Những đức cũng đâu có giàu có gì, nhưng mà thật sự là dám làm. Tại vì biết đêm nay mình sống, ngày mai mình còn sống hay không. Không làm đêm nay, bữa nay, ngày mai chúng ta có khi hối hận. Nên những đức nói rồi, có phần không cần gì lo quý vị. Cứ nhiệt tình vì người ta đi, có phước phần là tự nhiên nó sẽ tốt. Còn nó không có phước phần, có đi giật với người ta cũng không cầm được đâu. Thật sự mà nói, nó đã không có phần đó, bây giờ có giật đem về cũng bị ta lấy lại à. Còn nó có phần, dù có người ta giật đi chăng nữa thì cũng có cái ngon đưa cho mình lại à. Tại vì nó có phần, nên con mình sanh ra là mình tạo cho nó có phước phần. Cái đó mới thật sự để sự nghiệp cho con. Còn bây giờ quý vị kêu nó đi giành của người ta thì không hay đâu. Nên từ nơi đó mà Phật pháp dạy rất là hay, tu phước duyên thì có phần số à. Chúng ta cứ chân thật làm việc lợi ích cho chúng sanh đi. Quý vị thấy đi đến đây 2 ngày, những đức tiến bị nhiệt tình không? Nó quá nhiệt tình chứ. Cả ngày nói chuyện làm sao cho quý vị vui cười thế chứ. Nên giờ này mình nhìn xuống gương mặt ai cũng tươi rói. Chứ gặp mà cả ngày nay mà không cười, mà nằm giặt nằm dựa để chờ tối đêm nay chương trình này, thì trời ơi chắc giờ này mà lên chắc nhìn cô nào cô nấy, chú nào chú nấy, tăng nào tăng nấy, ni nào ni nấy, đuối hết trơn biết không. Còn cái này là do gì, quý vị cả ngày nay hưởng cái pháp vị nó an lạc, nó nên từ nơi đó mà lên thấy ai cũng tươi rói thấy chưa. Bây giờ chúng ta ngay lễ viết Đức Phật A Di Đà, cái điều quan trọng mà mỗi một con người chúng ta sanh trong cuộc đời này, Phật nói trong kinh là được thân người khó được, gặp Phật pháp khó gặp, gặp tịnh độ càng khó. Bây giờ đời này chúng ta gặp được tịnh độ mừng quá quý vị. Mỗi một con người ngày hôm nay, hôm qua phát nguyện của hôm nay, chúng ta mỗi người phát nguyện đời này của con, dù cho con có gặp những sự trở ngại gì, có ai phỉ báng tịnh độ như thế nào, nói Phật A Di Đà không có, Cực Lạc không có, mặc kệ họ. Riêng con niệm A Di Đà Phật, con đã thấy lợi ích rõ ràng hiện đời. Con phát nguyện đời này của con, mất của cải, mất sự nghiệp, mất mạng cũng không bỏ tịnh độ. Cả đời tu tịnh độ, phát nguyện sanh Cực Lạc. Phát nguyện cho mạnh. Chúng ta tương lai có một con đường đi, đó là Cực Lạc Tây Phương giảng tuyệt vời. Thấy không? Nên tất cả chúng ta khi đủ duyên phải phát cái nguyện này. Quý vị coi cái cuộc đời ở cõi này hưởng cái gì được bao nhiêu thời gian. Như những đức bây giờ Tết nay 42 tuổi rồi, lây quay 50 tuổi rồi. Những đức thấy rằng tuổi con người mình nó càng lớn nó yếu rõ ràng. Ngày nay cười với quý vị nhiều, nó không mỏi miệng mà nó lại mỏi chân. Vô duyên gì đâu. Ngày nay giảng pháp cười nhiều, miệng nó không mỏi mà nó mỏi chân. Đúng là càng lớn tuổi nó đổi ngược vấn đề. Chắc là cái miệng nó nói là để làm việc nó không mỏi, còn cái chân thì nghỉ ngơi nè, ngồi nguyên buổi nói chuyện không, còn cái chân thì nghỉ, nó bắt cái chân mỏi. Đúng là cũng khôn ghê. Cơ thể nó khôn ghê, nó nói mày không làm việc tao bắt mày mỏi, còn cái thằng làm việc thì nó để bình thường. Thấy chưa?
Nên từ nơi đó mình phải đến với nhau chân thật nhiệt tình. Nhớ nghe, hôm nay chúng ta học tập đến đây thôi. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.